Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ gửi tới quý vị dự án căn nhà mới nhất tại Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Với cái dự án nhà này thì đã có 5 căn và bán 3 căn, chỉ còn duy nhất 2 căn. Và giá cũng là thấp nhất thị trường tính đến thời điểm hiện tại, 2 tỷ 200 triệu đồng một căn, 30m², xây 4 tầng. Hướng của căn nhà này là hướng Tây Bắc và còn một căn nữa là hướng Đông Nam, là căn đối diện check ở phía mặt sau này nha mọi người. Với cái căn nhà này, đường ngõ thực tế trước nhà là được 2m cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 100m. Mời mọi người theo em cụ thể vào khám phá cái căn nhà này. 2 tỷ 2, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ nha quý vị. Và cái căn nhà này nếu như quý vị có thể chi trả trước khoảng tầm 800 đến 1 tỷ tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Đây là phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế ở đây là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Gần cái vị trí căn nhà này rất là gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trục đường quốc lộ 6, giao thông đi lại thuận tiện, gần với lại ngã ba Ba La, gần với lại khu đô thị Văn Phú. Nói chung nếu như mà cái căn nhà này giá và cái thiết kế công năng sử dụng vị trí đi lại rất là ok. Mời mọi người theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Đây là phần tầng 1 thiết kế phòng khách và phòng bếp. Thì cơ bản là về cái nhà này hoàn thiện đã gần như là xong hết. Có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ trao tay luôn nha mọi người. Phần phòng khách thì thiết kế cơ bản gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của cái ngôi nhà này là màu trắng. Căn nhà này với cái giá 2 tỷ 2 dành cho một ngôi nhà 4 tầng thiết kế, nói chung là về cái nội thất mọi cái là cơ bản nha mọi người. Toàn bộ là đây là tủ bếp được thiết kế toàn bộ là tủ gỗ. Cái không gian phòng khách, phòng bếp cũng khá là rộng, thuận tiện. Xe cộ đi lại và để vào trong cái không gian phòng khách này cũng khá là hợp lý. Với cái tủ thiết kế là tủ gỗ, phụ kiện bếp thì lắp đặt đầy đủ. À đấy, quan trọng nhất là vị trí và cái giá bán thôi mọi người ạ. Chứ còn nếu như để mà nói ở cái phân khúc ở bên Phú Lãm hiện tại bây giờ mà vị trí ngõ nông, đường rộng rộng một chút và cái vị trí đi lại ok hơn một chút thì giá nó khoảng tầm 2 tỷ rưỡi đến 2 tỷ 600 triệu đồng một căn mọi người nhá. Mặt bếp được ốp đá granite, xung quanh bếp ốp gạch, phụ kiện đi kèm được lắp đặt đầy đủ rồi. Căn nhà này theo hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, chỉ cần dọn qua một chút về phần vệ sinh thôi. Tầng 1 ngoài ra, cái phần phòng khách phòng bếp thiết kế thêm cho mình một cái phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu vòi xịt vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Nói chung về cái phần hoàn thiện cơ bản với nhà ấy, thì có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị nó là như vậy. Nó không đẹp xuất sắc, nó cũng không phải là hoàn thiện lên những cái đồ cao cấp nhất. Tuy nhiên về cái công năng sử dụng thì được ưu tiên nhất mọi người ạ. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường, hướng, giá, vị trí của cái căn nhà này rồi. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên xem thiết kế của ngôi nhà này có ổn hay không. Thiết kế tầng 2 của ngôi nhà đây mọi người nhá. Thiết kế một phòng ngủ siêu rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là căn phòng ngủ ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà, rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở bên trong. Với cái tông màu sơn cũng như là cái màu gạch được thiết kế toàn bộ là màu trắng, bởi vậy cho nên là vào trong không gian phòng ấy thì nó rất là thoáng mọi người ạ. Và cái căn này ấy, mặt tiền của nó rất là rộng với cái cửa sổ thiết kế hai cửa, và mỗi cửa thì thiết kế hai lớp, đảm bảo cái tính an ninh thẩm mỹ cho ngôi nhà. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Này. Với 2 tỷ 2 cả nhà và đất, sở hữu một căn nhà 4 tầng thiết kế phòng ngủ rất là rộng như thế này thì nó khá là phù hợp nha mọi người. Và giá hiện tại đang là thấp nhất mà anh xin chia sẻ lại với mọi người. 2 tỷ 2 ở cái khu vực Phú Lãm này, hiện tại giá chào bán của căn nhà này đang là thấp nhất. Đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2, rất là rộng, đầy đủ bồn cầu cũng như là hệ thống thiết bị vệ sinh sử dụng ở phía bên trong căn phòng. Và đây là cái phần hành lang giữa phòng vệ sinh cũng như là vào phần phòng ngủ, thì ở đây có cửa sổ thông thoáng mở ra. Hướng nhà này là hướng Tây Nam, tuy nhiên đây còn một căn ở phía đối diện thiết kế giống hệt như căn này, chỉ là khác hướng thôi mọi người ạ. Thì là hướng Đông Nam, căn này là Tây Bắc và căn bên kia là Đông Nam.
Đó, giá đều là 2 tỷ 200 triệu. Đây là tầng 2 rồi, mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự giống hệt như tầng 2. Đây, giống hệt như tầng 2 quý vị nhá. Đấy, phòng rất là rộng, vuông vắn. Nhà không lỗi phong thủy nha mọi người, không thấp hậu. Đó, quan trọng là vị trí. Nếu như để mà nói từ vị trí này mà đi ra tới trường đại học Đại Nam thì nó rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 1 km. Gần xung quanh thì nói chung là đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Ở đây thì có trường cấp 3 Trần Hưng Đạo khá là nổi tiếng, trường Đại học Đại Nam rồi, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại và trường cấp 3 Trần Hưng Đạo. Trường tiểu học cấp 1, cấp 2 thì nó cách với vị trí nhà này nó khoảng tầm 500m mọi người nhé. Đây là cái phần phòng vệ sinh, nó tầng 3. Mà tóm lại là với cái căn nhà này thì về cái đồ hoàn thiện nội thất bên trong nhà là cơ bản. Và cái nó phân khúc ở tầm trung mọi người ạ. Đấy, cho nên là Ngọc Anh quay và review cho quý vị như thế nào thì quý vị đến khám phá và tham khảo ngôi nhà là như vậy. Mời người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là tầng 4 của ngôi nhà, với căn nhà này 4 tầng đổ hết cả trần nha mọi người. Nó không phải là 3 tầng rưỡi, 1 tầng xong sau đó thì ngoài là một sân phơi bắn mái tôn. Với cái căn nhà này thì là 4 tầng. Trên phía tầng 4 này thiết kế thêm cho mình một phòng nữa. Quý vị có thể ngăn ra để làm phòng thờ. Và ở bên này thì quý vị có thể làm thêm một cái phòng nữa, hoặc nói chung cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng. Tuy nhiên Ngọc đã review rất là kỹ từ tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 cho quý vị, thì quý vị có thể cân đối xem video trước khi mình đến xem nhà. Xem qua video cũng là một lần xem nhà rồi mọi người ạ. Và mọi người cân đối cái quãng đường đi xem nó có phù hợp với cái cung đường mình đi làm hay không. Giá bán 2 tỷ 2, diện tích 30m. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Ngọc Ánh 0933013403 hoặc 0888011414 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.